Đảng Quỹ Quân sự quận Ô Môn cũng đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng Quỹ Quân sự quận tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt về số lượng và chất lượng với 226 thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức tốt việc tuyên truyền tuyển sinh quân sự. Lãnh đạo tổ chức huấn luyện lực lượng và diễn tập khu vực phòng thủ đúng theo kế hoạch, tổ chức 5 lớp giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Công tác sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo, Phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Công tác hậu cần kỹ thuật được thực hiện tốt, bảo quản bảo dưỡng tuyệt đối an toàn các loại vũ khí được trang bị. Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy quân sự quận tiếp tục đề ra nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong đơn vị.